quá ghê gớm và gớm ghê. Đó là mỏ hồng. Mỏ hồng, 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 mỏ hồng. Được đẹp. Chúng ta đang đến với buổi tập luyện trước thêm giải đấu bóng chuyền nam lễ hội đồng bằng 30 ngàn năm 2024 tại Quy Đạt mọi người. Thì hôm nay là màn khởi động và lắp đội của Hồng Hóa. Sự xuất hiện của Mỏ Hồng và Minh Huyễn, thằng trai thay cho Thái Bá Nguyên. Ở cặp đôi ngoại binh của Hồng Hóa giải đấu này, vì nhiều lý do đặc biệt nên Thái Nguyên đã không thể cùng với Mỏ Hồng chính kiến là giải đấu lần này quý vị nhá. À, chàng trai thay cho Mỏ Hồng là chàng trai này. Đấy. Chàng trai có chiều cao rất tốt, nước da ngăm đen, nụ cười tỏa nắng. Nhìn phía sau khá là giống Văn Thành. Dáng người dây mảnh khảnh, sức vật là cực kỳ tuyệt vời. Ta đến với một pha khởi động rất tốt. Sau đây là pha khởi động của Khuyến. Quá tốt, tầm đánh rất cao. Thời tiết và không gian tập luyện là sân của thị trấn Quy Đạt quý vị. Mỏ đây mọi người. Hành trình rất xa từ 37 trở lại. Ngày hôm qua vừa vô địch ở Yên Thành cùng với Xuân Đức, Đức Lợn và anh Hùng Lan cũng như là Lê Đức Thuận mọi người nhá. Trận đấu anh em có thể lên Lưu Thắng Sport để chúng ta xem. Nó khá là hay, đặc biệt là những pha đánh số 3 tuyệt vời. Đó là người sẽ chia lửa với Màu Hồng với là Minh Quyền ở trong giải đấu này. Tiếp tục một pha khởi động nữa của Màu Hồng nào. Ta vào đà này thì chưa được tốt rồi. Ghép đội Màu Hồng. Trời ơi. Nữa. Đây trời ơi. Tiếp tục. Đây. Và truyền lao dài. Bóng hơi bổng anh em ạ. Leo dây. Buổi chiều nay thì còn có thì đàn Quý Đạt họ cùng tiến hành khởi động nữa. Nhưng mà họ vừa lên gặp lãnh đạo rồi. Chuyền hai của Hồng Họa, chàng trai số 10 cũng rất ổn quý vị. Như đã chia sẻ thì ở 73 sản sinh ra rất nhiều cây chuyền hai ngon quý vị nhé. Trung Minh, sở trường của Mỏ Hồng khi còn khoác áo Hà Tĩnh. Mất bành, vỡ bóng, hỏng cả sân. Khuyến làm lại quả em. Không biết quấn bóng nhanh hả? À, ai đối léo. Đây. Biến 4 sấm sét. Đây là Khuyến. Đây. Ôi quá hay anh Cương đó, anh Cương của Việt Nam Volleyball đó. Anh em mới hiểu tại sao mỏ ghê đấy. Đây này. Đây này, đây này. Đây. Đâu, tí hơn vậy. Đấy, thấy chua, thấy đẳng cấp chua. Thấy đẳng cấp chưa quý vị? Đây, chúng ta đến với pha đánh bóng nhanh. Nô sơn. Vé kêu. Đánh cả đuôi như dây. Đuôi đang rách những dây mọi người. Không gọi đắng đưa dây mới chứ.
Bài có gì mà nhạt chứ? Anh đi có để like không? 29 á. Mãi câu đến lái, mãi bảo mà không bảo bóng bóng á. Ngày mai nhá, ngày mai đôi giày này sẽ là đầu dạ ở trên live stream nhá anh em nhá. 43 nhá. 435. Ngày mai màu hồng sẽ đổi giày mới, đôi giày này bạn sẽ lấy lại để tặng cho fan nhá. Đập bước vào đi. Là chuyện này bao. Là chuyện gì thế? Đổi chuyên 2 à? Lắp chuyên khác quý vị. Mỏ hông lắp chuyên khác. Mọc bóng. Khuyến làm quà nữa mơ. Máy chạy. Máy chạy, máy chạy. Nhìn ngang ngang rất giống Văn Thành quý vị. Quá tốt. Vật ghê lắm mọi người. Tuyệt vời đấy mọi người, không đùa đâu, vật ghê lắm. Đúng rồi. Lao ngắn này, sở trường của Mỏ Hồng thôi, còn thi đấu chuyên nghiệp. Làm lại. Bóng. Xin quả bóng, đánh nhanh. Quả lại đẹp hơn anh em, tiếp tục. Ba tăng, ba tăng. Ba tăng, ba tăng, ba tăng. Tiếp tục, ba tăng. Ba tăng, ba tăng, ba tăng, ba tăng. Tăng, 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 tăng. Sau khi mỏ nhạc không được thì đây là làm mẫu. Thấy chưa? Thấy làm mẫu chưa? Làm mẫu chưa? Đây này, làm mẫu này. Mỏ quá kém. Cố quá kém. Thấy chưa? Đây, anh nói vào đây, anh nói vào đây. Thấy chưa? Chưa, vẫn chưa được. Châm lắm. Vẫn chưa được quý vị. Đấy. Đấy. Trung Bình nào, Trung Bình. Ôi. Tiếp đi, tiếp đi. Cho đừng 10 phút nào, đã đừng 10 phút đâu. Tiếp đi. Đấy. Đấy. Đây 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 đây. Tiếp tục, tiếp tục. Máy chạy, máy chạy. Khoan quả bóng em ơi. Máy chạy, máy chạy nhá. Cầm đánh cực kỳ bá cháy bỏ chẹt. Bật ghê lắm. Bọn đang chan, còn đang họp mà. Còn này vẫn ra đây tập tiếp mà. Ờ đi luôn thì quay xong ra mình ăn luôn. Hay là ra rồi đi ngay ngã tư chỗ mình có, chỗ có cơm luôn. Anh em mình ăn rồi lấy anh em mình lên. Anh này có suất cơm ngay ở đây. Hai anh em mua hai suất thì ăn xong ta lên.
Vâng, cảm ơn sự theo dõi và yêu mến của mọi người nhá. Mình sẽ quay một quả chốt hạ của mỏ hồng nữa là mình ship vào xuống lại này. Trời ơi, đúng là quả chốt hạ quý vị. Fucking